Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Simon. Sau một khoảng thời gian ở bên thế giới Ultra Beast thì cuối cùng mình cũng tìm ra được một em Pokemon mà ở gần nhà mình tìm mãi không thấy. Đó chính là em khỉ nước á. Trời ơi, em xuất hiện gần cái hồ này nè, ảo thiệt đây. Rồi và coi nào, mình thì... Ok, bắt luôn đi. Không liên tha liên thiện ha, bắt em khỉ nước này luôn để chúng ta có đủ bộ ba khỉ á. Rồi, vô. Với em này thì chắc mình sẽ tung bóng chứa liền luôn á. Thử nào. Bắt thử nha. Ui giời ơi, mới qua thế giới Ultra Beast một xíu thôi mà đã thấy hên rồi. Và có vẻ là chúng ta bắt được khỉ nước trong một bóng duy nhất luôn. Ui. Được nha. Được đó, được đó. Rồi, ô, đằng kia cũng có. Đừng nói là người dạy kỹ năng nha. Ui, nếu mà người dạy kỹ năng thì hay lắm luôn á. Ui, không phải, đây là trainer rồi. Ok, không sao, gặp trainer thì xúc trainer luôn. Mình sẽ cho Ma Shadow vô chiến đấu á. Em này thì có kỹ năng Shadow Ball này. Kỹ năng này đấm là không trượt phát nào luôn ấy. Cực kỳ đã luôn. Ồ, quá dữ, quá dữ. Rồi, cho em Dynamax cắt thử luôn ha. Ghê chưa, Ma Shadow Dynamax kìa. Quá là khủng luôn. Rồi, kết thúc lẹ nào. Nãy cũng được một mớ kinh nghiệm ha. Ui, đằng này còn có em gì đây? Robius. Em này gần cánh rừng nhà mình lâu lâu cũng gặp hoài nè. Một em Pokemon hệ cỏ cũng như là hệ bay á. Ồ, gặp nhau là cái gì rồi. Thu phục em luôn, thu phục em luôn. Mình sẽ chiến đấu với em một xíu ha. Ồ, nên không ta? Hay là bắt liền nha. Thử bắt liền nha. Để coi nhân phẩm bữa nay như thế nào. Bắt liền mà được chắc mình sẽ khá là hên trong chuyện bắt Pokemon ngày hôm nay đây. Được không? Quick Ball. Hình như là được luôn. Ồ, bữa nay nhân phẩm mình cao rồi. Kiểu bắt phát nào là dính phát nấy ấy. Đã thiệt. Thích nha, thích nha. Đây một em này ưỡi bay được á. Được, bây giờ mình sẽ tạm thời cho em khỉ lửa vô trong đi. Tại vì khỉ lửa dưới khỉ lá bây giờ đang cấp cao á, mình muốn luyện cho khỉ nước bữa nay cũng cấp cao luôn. Với lại mấy em hôm qua chưa kịp lên cấp á, thì mình sẽ luyện cho lên cấp luôn á. Và tiến hóa các thứ nữa. Rồi, get go, get go. Ui, và cái em Tropius này bay cũng khá là ok này. Tuy không nhanh lắm nhưng mà nói chung cũng bay được ha. Mình qua đây chủ yếu á, là mình kiếm mấy cái một vài Pokemon đặc trưng của thế giới Ultra Beast để mình bắt thôi. Hôm ra mình nhặt được 15 cái quả Beast Ball á mà mình chưa có dùng lần nào luôn. Nên mình muốn thử dùng một bữa bắt coi có hiệu quả hay không ấy. Nhưng mà xui nổi là mình không có gặp Pokemon đặc trưng nào hết. Cay thiệt luôn á. Ê, đằng này là cái dùng Deep Sea nè. Ồ, nhưng mà Deep Sea giờ có chút ép vậy. Trong vùng Deep Sea còn có khối kim cương nữa kìa. Đây là quà tặng miễn phí cho mình à. Trời ơi, hàng riêu nha. Đổi ra được kim cương luôn. Quá đã, quá đã. Trúng mánh rồi. Vậy thì đỡ phải đi xuống dưới hang đào kim cương nữa. Trời ơi, thích vậy, ở đây còn không? Đi. Cưỡi trò bé đi kiếm thêm mới được em ơi. Coi còn kim cương không. Giờ chưa có gặp ui. Đằng kia có một boss. Chưa. Dùng này mình thấy có boss xuất hiện. Boss bên thế giới Ultra Beast thì mình sẽ dùng Pokemon bên thế giới Ultra Beast quánh luôn nha. Wow, đòn đánh mình kéo rỉa được một tí xíu thôi. Mình sẽ Dynamax ẻm lên ha. Hy vọng lúc này sẽ tấn công khác biệt hơn một xíu. Dynamax lên. Có một chút khác biệt rồi nè. Tấn công đòn bằng độc luôn. Ý, có vẻ có cơ hội chiến thắng rồi. Ui, boss quýnh lại kìa. Nhưng mà không kịp đâu. Chiến thắng liền. Và mình sẽ được một viên Dynamax của em chim đó ha. Cũng như một cây cần câu thôi ha. Ồ, đuổi từ đằng kia qua tới bên đây mới đánh bại được á. Nói chung thì cũng ok. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái vùng Ultra Deep Sea này để mình AFK ha. Mình muốn thử coi có Legendary nào của dùng này xuất hiện ở khu vực này hay không á. Ui, ở đây có em Pokemon gì nhìn chiến lắm nè. Wow, có cái dáng đi gò. Ui, em này hình như chắc là chiến đấu á. Mình nghĩ vậy.
đúng không? Ui nhìn cái tướng là biết rồi. Em này có tên là Toxic Rock ha, là dạng tiến hóa của Rogan. Hoặc em này lần trước mình farm để lấy mấy cái bóng chứa hay sao nè. Ủa bóng chất nhờn hay sao nè. Được quá ta, nhìn cũng chiến ấy. Ok, súp luôn. Gặp là súp. Mấy em này hổng ra mình không có bắt được á, nên giờ tranh thủ bắt ha. Rồi gán đi, gán đi Hakamo. Chúng ta kéo rỉa máu trước đi ha. Bắt cho chắc cú, em này cấp 41 lận nên chắc không có dễ bắt đâu. Rồi, khi mà kéo rỉa được một chút thì chúng ta sẽ tung bóng chứa thôi. Đây là dùng Ultra Beat nên mình sẽ thử. Ủa dùng không ta? Dùng thì sợ phí quá, để một xíu gặp Pokemon Ultra Beat bắt luôn nhờ. Thôi thì mình sẽ thử dùng Ultra Ball thôi ha. Coi coi Ultra Ball thì có phát huy công dụng được không. Ôi hình như được luôn hay sao kìa. Ồ, một phát ăn luôn. Bữa nay mình kiểu mình bị hên ấy. Ôi tiến hóa luôn nè. bắt Pokemon thì phát nào được phát đó. Rồi giờ còn có tiến hóa Pokemon nữa. Trời ơi, một ngày cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, và Hakamo đã tiến hóa trở thành dạng cuối cùng và trở thành Komo ha. Quá ghê luôn. Yay. Và bây giờ thì nhưng mà Komo thì không có bay được ha. Hơi tiếc một xíu. Ý, ở đây còn có em gì nữa nè. Em Shiny à. Ý, ở đây còn có em Shiny nè. Bay đi đâu vậy? Cho anh coi cái nào. Ở đây có em Glinga nhưng mà dạng Shiny ha. Nhìn cũng dễ thương á. Ok, bắt luôn. Em này thì mình sẽ bắt bằng level bon nha. Chắc level bon sẽ bắt được á. Em này thua cấp em Komo mình nhiều lắm. Thử coi. Trời. Thất bại rồi. Mình fail rồi. Không sao. Lần đầu chắc hơi Sukuna thôi. Lần đầu đáng lý ra mình dùng Whitbon mới đúng á. Mình dùng nhầm rồi. Nhưng không sao, thử lại. Level 1 nè. Đấy, lần này là dính liền, chịu liền. Ủa? Miu xuất hiện à. Miu xuất hiện trong cánh rừng này. Trời ơi, xuất hiện ngay cái chỗ khó tìm nữa chứ. Ủa, nhưng mà hơi bị hiếm đây, có thể gặp Miu á nha. Ở đây. Dưới này. Trời ơi. Bữa nay hơn vậy. Chúng ta còn gặp được Miu cơ. Wow. Thôi gặp là phải bắt thôi. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Trời ơi coi Miu dễ thương như kìa. Hiện tại thì mình sẽ cho em nào vô ta. À Charibus đi. Mình sẽ cho Charibus vô tăng cơ một xíu ha. Đấy, chúng ta sẽ kéo rỉa Miu trước đây. Trời ơi Charibus. Trai nó mắc lên khủng thiệt á. Rồi ghen tôi kéo rỉa máu nha. Không biết em chịu nổi không nữa. Chắc chịu nổi á. Ui gần đây còn có Legendary Keldeo nữa kìa. Wow. Rồi em tăng như đó được rồi. Chắc mình sẽ đổi Pokemon tăng đi. Chủ yếu là mình cho hết ké kinh nghiệm thôi. Trời ơi đang bắt đang bắt Miu thì có Legendary khác kế bên à. Mình sẽ cho Komo vô tăng xíu ha. Cũng như là rỉa máu xíu đi. Nhưng mà Miu hồi phục ghê quá. Miu hồi phục cả đống máu luôn. Rồi Komo đã kéo rỉa máu thành công rồi ha. Giờ thì đến lúc để chúng ta bắt Miu rồi. Bây giờ mình sẽ thử dùng một quả Beast Ball đầu tiên nha. Rồi coi có bắt Miu được hay không đây. Gặp Miu bên thế giới Ultra Beast mà. Ui không được. Đổi chiến thuật. Beast Ball không được thì Death Ball thử xem. Phải bắt được nha, cố lên. Tốn bao nhiêu mình cũng phải gán bắt cho bằng được Miu á. Tại vì mai mốt nếu như mà mình có máy móc các thứ, mình có thể biến Miu thành Mewtwo được á. Rất là đã luôn. Nên phải gán trong lần này á. Chịu đi Miu ơi. Chịu đi mà. Nha. Chịu đi. Yay, chịu thiệt kìa. Quá đã luôn. Wow. Mình đã thu phục thành công Miu rồi. Quá dữ luôn á. Ui giời ơi, được cái thành tựu gì này. Thành tựu đó chính là thu phục Miu ha. Đâu rồi Miu nè. Yay. Thử đưa Miu vô luôn. Ôi đoạn đây mình thấy có Keldeo rồi. Thu phục Keldeo luôn nha. Ui giời ơi, gặp nhau là cái duyên rồi. Chờ đợi của anh luôn đi Keldeo ơi. Rồi thử bắt Keldeo nha. À coi nào.
mình sẽ thử bắt bằng fastball. Ấy, wow, fastball bắt một phát ăn luôn kìa. Trời ơi, nay nhân phẩm cao rồi. Wow, và em Charibus học được một kỹ năng run khá là khỏe nè. Học luôn. Wow, được cái thành tựu gì đây? À, tức là mình bắt được 10 Pokemon hệ nước rồi. Vậy là trong một cánh rừng thôi mà mình bắt được hai em Legendary luôn nè. Quá đã luôn á. Trời ơi, hai em nào nhìn cũng dễ thương hết á. Thích thiệt sự luôn. Mình cỡ gài sao cứ bị nhà quê ta. Kiểu như mình muốn tiến hóa cho Charizard với lại em Panpour. Nhưng mà một lúc sau search Google thì mình mới biết là hai em này tiến hóa phải có cái viên đá đúng hệ cơ. Ví dụ như em khỉ nước đúng không, là cần phải có viên đá nước. Thế nên bây giờ mình sẽ đi tìm viên đá nước ha, bằng cách là đi đào thôi. Mà sao khúc này không có cái cục water stone nào hết ta? Ủa kỳ á, hôm bữa mình thấy khúc này nhiều lắm mà. Ok. Bữa thấy cả đống không đào, giờ đi tìm một cục thôi cũng không có nữa. Trời đất ơi, kỳ vậy. lúc cần thì không có, mà lúc có thì không cần. Thiệt tịnh á. Hình như đó, hôm bữa mình gặp đâu ngoài này nè. Đúng không ta? Kìa ở dưới đúng không? Ừ đúng rồi. Đi rồi, Waterstone đây rồi. Yeah, cuối cùng cũng gặp lại. Rồi mình sẽ đào thiệt là nhiều Waterstone á. À, một cái cục Waterstone thì nó sẽ cần có 9 mảnh. Hiện tại thì mình có 2 mảnh đấy nè. Gắng tìm thêm một xíu nữa ha. Trời. Trên đồ cây mà nó có cái Pokélus nè. Này thì giấu hả? Cho mình một cú đấm may mắn. Cái này sẽ dùng cho Pokemon tên là Chansey á. Wow, cái này sẽ hỗ trợ cho Chansey á. Làm luôn. Lâu lâu nhặt được cú đấm may mắn, hy vọng là nó sẽ búp may mắn cho mình luôn ha. Mình nghĩ vậy á. Sao cái quặng Waterstone này nó xuất hiện lần con quặng à? Kiếm đã khó rồi mà lần cho con quặng nữa đào. Ở đây con quặng nữa. Cũng được. Là chúng ta đã có được 4 rồi đúng không? 4 đằng kia hình như có 2 nữa kìa. Ừ phải vậy chứ, cho nhiều đi. Đủ luôn. Đủ rồi, còn đi tìm thêm Thunderstone nữa cơ. Ngoài Waterstone thì mình cần có thêm Thunderstone để tiến hóa cho cái em Charizard á. Đây 5 rồi nè. Đây 1 nữa là 6. Đây đủ luôn. Dư luôn rồi. Hình như còn dư ra 1 quặng cơ. Đây có 1 nữa là 7 nè. Ơ sao? Không dư, vừa đủ thôi, chứ không có dư đâu. Trời ơi. Vừa khít luôn á. Ủa nhưng mà lẹ, hết oxy. Lẹ. Ao. Ui da, ui. Rồi xong. Vậy, đủ rồi nha, xong một loại đá rồi. Giờ thì chắc mình phải trở lại cái vùng núi thôi. Để mình kiếm thêm mấy cái Thunderstone á. Hình như ở nhà mình còn dư một mảnh. Từ lần trước hay phải. Giờ mình chỉ cần tìm cỡ 8 mảnh thôi. 8 mảnh Thunderstone là đi về được rồi. 1 2 3 4 5 6 7 Cái cuối cùng. Đủ chỉ tiêu rồi. 8 mảnh ha. Rồi về thôi. Ở nhà còn 1 mảnh nữa mà. Trời ơi, bữa nay tính ra cũng hơi căng nha. Tìm mấy cái viên đá này thôi mà cũng mất thời gian phết đấy. Ê, ồ, ở đây nó có cái khối gì nè. Khối cơ hội. Ồ, cho mình cái bánh. Một ít cái bánh. Ôi trời, nó còn có cho mình. Cho mình zombie có cái tên là Cookie Monster. Trời ơi, quá giặt bánh quy. Yêu, cho mình 8 cái bánh mà. Suýt nữa thì bị con zombie đó quýnh ngất xỉu rồi. Hên là nó mắc kẹt ở trong cục đá. Vừa cái bụng mình lắm. Thôi đi về. Bữa nay thì khu vực ở mình nó hơi khác một xíu ha. Tại vì mình mới xây thêm một cái căn nhà mới. Và căn nhà này sẽ không phải là một cái nơi để mình ở đâu, mà nó chính là cái phòng thí nghiệm của mình đó. Mình đã dời máy móc qua đây rồi. Nhưng mà hiện tại mới giờ có mỗi cái máy trao đổi đồ à. Mới mốt thì còn vài cái máy nữa mình sẽ đặt nốt vô đây ha. Nên mình sẽ gọi nó là phòng thí nghiệm. Còn nhà mình là ở bên này nè. Đấy, đây là nhà của mình á, có bảng đàng hoàng luôn. Để một ngày nào đó mình sợ mình quên mất. Đùa ấy. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành chế tạo viên Waterstone nè. Cũng như là viên Thunderstone á. Đây.
Sao mình đã có được hai viên đá cần thiết để tiến hóa hai em Pokemon của mình rồi. Giờ thì mình sẽ cho hai em ra để chúng ta cùng nhau tiến hóa ha. Đây, một em là sẽ sử dụng Waterstone. Đấy, Panpour đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Rồi, tiến hóa đi cưng, tiến hóa đi cưng. Chờ đợi một xíu ha. Wow, hiệu ứng tiến hóa đẹp vậy. Rồi, và khi tiến hóa thì Panpour sẽ trở thành Simipour ha. Wow, tóc là tóc 5 năm nha. Uầy, được đấy. Tóc hai mấy 5 năm á. Rồi, còn bên đây là Charizard thì mình sẽ cho Thunderstone vào. Uầy, để coi coi em sau này khi tiến hóa sẽ trông như thế nào nhá. Ui, đang bự lên kìa, đang bự lên kìa. Bự phết rồi. Wow, một cánh luôn. Bây giờ thì em sẽ trở thành Vikavon á. Và với cái đôi cánh này thì mình nghĩ là em có thể cho mình cưỡi đấy. Và bay luôn, không chỉ cưỡi đâu mà còn có thể bay nữa. Quá là đã luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Không, muốn công mình cày cuốc cho hai em này tiến hóa ha. Như vậy thì mình đã có được bộ ba khỉ rồi. Đây, khỉ nước, khỉ lửa và khỉ lá. Trời, quá là thích luôn ha. Rồi, và trong làng mình bắt đầu có những người giao nhiệm vụ mới rồi cơ. Mình có thể đào 50 redstone. Ồ, cái này được nè, cái này dễ nè, lượm luôn. Và em gái này cho nhiệm vụ gì? Thu hoạch, lại thu hoạch African. Trời, khoái gì ta, thấy mình thu hoạch dữ quá, khoái gì á, kêu mình thu hoạch African hoài luôn. Đâu rồi, thu hoạch African đâu? Ủa, mình nhận chưa vậy? Ok, đây, vẫn là giống như hôm qua á, là thu hoạch mỗi loại 10 trái. Để mình biểu diễn lại thêm một lần nữa nha, thêm một lần này nữa thôi nha. Biểu diễn nhiều quá, các bạn xem bị nghiện đấy. Rồi, chuẩn bị nè, vô nè. Rồi, xong phen. Đấy, cắp tóc liền. Rồi, khoái, người ta thu hoạch cái treo nhiệm vụ hoài luôn. Rồi, cảm ơn nha. Ô, nope. Lại cho mình cái cuốc với cái bình xịt nước này hoài vậy. Cho cái khác đi. Cho cái cúp chẳng hạn, cho cái cuốc làm gì. Trời ơi. Rồi, ngoài ra thì còn có nhiệm vụ đỏ, tím, hồng gì không? Cho mình cái đi. Nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ này easy quá. Có vẻ không có nhiệm vụ cấp cao rồi. Bây giờ làng không có giao nhiệm vụ thì thôi, mình tự tạo nhiệm vụ cho mình ha. Mình sẽ tự đặt ra một cái nhiệm vụ, đó chính là chế tạo ra một cái máy để mình biến Mew trở thành Mewtwo trong ngày hôm nay. Và nguyên vật liệu thì ở nhà thì mình cũng có một ít á, nên chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo từ từ ha. Đầu tiên thì mình sẽ làm trước hai cái Fossil Machine Bay nè. Hai cái này. Rồi thêm hai cái Fossil Machine Top nữa. Tiếp tục là hai cái Fossil Machine Display. Và cuối cùng là mình cần phải làm thêm xô nước á. Đây, mình sẽ làm thêm 3 xô nước ha. 3 xô nước. Đi múc nước luôn. Gần đây có cái hồ nữa không ta? Yêu nô không có rồi, phải đi xuống sông rồi. Đi. 1, 2, 3. Rồi, sau đó thì mình sẽ vô trong nhà cũ của mình. Để mình chế tạo luôn cái Fossil Machine tăng ha. Cái bình chứa nước á. Ui, lại hết nước rồi. Ôi trời ơi. Hình quá anh không mất cái xô, nó chỉ mất nước thôi. Vậy thì đỡ ha, đỡ phải chế tạo lại cái xô á. 1, 2, 3. Rồi, làm thêm một cái Fossil Machine tăng nữa ha. Đây, xong. Giờ thì mình đã có đủ một vài nguyên vật liệu để làm ra được hai cái Fossil Machine rồi. Với hai cái Fossil Machine này thì mình sẽ kết hợp thêm một vài nguyên vật liệu nữa cơ. Để mình tạo ra cái gọi là Green Tăng. Một cái là Green Tăng, một cái là Orange Tăng ha. Rồi, cái này thì Green Tăng thì mình cần Ngọc Lục Bảo đúng không? Có Ngọc Lục Bảo luôn. Đây. Tiếp theo là Orange Tăng thì mình sẽ cần có vàng. Ok. Đây, có vàng. Rồi, và cuối cùng là cái cọng dây để nối với hai cái máy này. Thì mình sẽ cần có một chút redstone và hắc kim thạch thôi. Rất là đơn giản ha. Giờ thì mình sẽ kết hợp nó lại với nhau theo công thức giống như vậy. Để tạo thành một cái cloning machine. Đó. Quá dữ luôn. Đưa vô cái phòng thí nghiệm mình coi. Đặt xuống cái. Ui, cái này có vẻ hơi to nha. Ồ, trong này hình như hơi nhỏ, sao mình đặt không được luôn. Ôi, mình... Ồ, hên quá, lấy lại được. Trời ơi, mình xây cái phòng thí nghiệm này ra để đặt cái máy này mà.
mà nó không cho mình đặt. À đây đây, được rồi nè. Ui, vậy là mình phải sắp xếp lại không gian rồi. Đây, mình sẽ đặt ở trong góc này ha. Đó, quá dữ luôn. Cái máy trao đổi thì mình sẽ đặt ở phía trên này được không? Ủa gì thì không được. Máy trao đổi đặt ở đâu ta? À có cách. Máy trao đổi đặt trên này. Ui giời, vậy cũng gọn gàng phết đấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ cần phải cho Miu vô trong ha. Thử nào. Đó. Mình đã đưa em Miu của mình vô trong rồi. Wow, nhìn em kìa, dễ thương ghê luôn. Nhưng mà phải liều thôi, biết sao giờ. Còn phía bên này thì mình sẽ cho những cái khối kim cương nè, vàng cũng như là sắt á, để mình giống như là biến Miu trở thành một cái em Pokemon xịn sò hơn á. Nhưng mà cũng hên xui thôi, nó sẽ có cơ hội nha, chứ không phải là 100% sẽ thành công đâu. Hồi hộp quá à, mình chỉ lần đầu có Miu á. Nhưng mà muốn Miu mạnh hơn thì phải liều thôi. Đợi anh xíu nha. Mình đã có được khối kim cương rồi. Mình sẽ lấy thêm khối vàng với khối sắt nữa. Hồi hộp quá à, mình chỉ sợ thôi, nhỡ thôi nha. Nhỡ mà xui rủi á, mà fail một phát là xong cục kẹo luôn. Mất tiêu Miu luôn. Mà em sẽ trở thành một em Pokemon hơi bị quải chạy đậu luôn á. Hình như hôm qua mình mới đánh nhau với em hay sao nè. Boss Ditto gì đó, Kiểu vậy. Nhưng mà mình phải tin tưởng nhà Miu. Cố lên nhà Miu, anh tin em có thể làm được. Cố lên. Cho có kim cương, cho có vàng, cho có sắt vô. Hồi hộp quá à. Quá. Ui. Rồi, đang bắt đầu quá trình rồi, cố lên nha Miu. Cố lên nha, anh tin em. Oh my god. Thật không thể nào tin được. Miu ơi, em làm được rồi. Ui. Vỡ lòng rồi. Trời ơi. Miu đập lòng rồi. Và bây giờ em đã trở thành Mewtwo. Wow. Một em cực kỳ đã luôn á. Rồi, phải bắt được. Phải cố gắng bắt Mewtwo thôi. Nhưng mà hiện tại Pokemon của mình thì toàn là cấp thấp không à. Chắc chắn là không phải đối thủ của Mewtwo rồi. Nên tạm thời mình sẽ cho em này vô trong. Sau đó chúng ta sẽ đưa đội hình trâu bò nhất của mình vô ha. Chủ yếu là để chinh phục em Mewtwo thôi. Em nào tăng cơ được nữa ta? Còn em nào tăng được không? Rồi. Vô. Đầu tiên là mình sẽ đưa Rayquaza vô đề 3 trước. Wow, trận chiến ở bên trong phòng thí nghiệm của mình. hơi căng. Kéo rỉa thành công rồi. Ôi, hồi hộp quá. Trời ơi. Chưa bao giờ mà mình hồi hộp như vậy luôn. Rồi, mình sẽ thử tung fastball trước nha. Với Mewtwo thì mình nghĩ em sẽ rất là nhanh nhạy đấy, nên dùng fastball hợp lý nè. Thử mỗi loại bóng thì mình sẽ thử 3 lần đối với Mewtwo ha. Lần này lần 2, fastball. Ôi, không xi nhê. Lần 3 nè, quá tam ba bận nè. Chịu đi cưng. Chịu đi. Ôi, không được. Là fastball không xi nhê rồi. Vậy thì mình sẽ thử sang... Ui, mình không có lấy mấy quả bóng khác rồi. Ôi, mình quên mang theo những cái loại bóng còn lại của mình rồi. Nếu mà khó quá chắc một hồi mình dùng cái Park Ball luôn á. Mình có Park Ball bắt cũng ok lắm. Hay là dùng Park Ball luôn ta. Nhưng mà mình tin vào nhân phẩm của mình hôm nay. Bữa nay mình đã bắt biết bao nhiêu em Pokemon rồi. Tới Mewtwo thì mình cũng nghĩ là mình sẽ có thể bắt được bình thường thôi. A few moments later. Ý, lần này thì được luôn nè. Này thì lì hả Mewtwo? Hết lì nha cưng, về đội của anh hết lì nha. Trời ơi, thí nghiệm biến Mew thành Mewtwo của mình đã thành công rồi các bạn ạ. Và mình đã mở thêm một cái tiến trình, đó chính là thu phục Mewtwo ha. Và cái máy của mình sau quá trình này nó cũng đã tan tành mây khói rồi. Mewtwo đập vỡ cái lồng này chui ra luôn mà. Bước ra khỏi vòng thí nghiệm mình thấy có bot ở đây luôn nè, hay là mình cho Mewtwo vô đấm boss này không trượt phát nào nhờ. Được ấy, bộ ba thời tiết vô trong đi. Ui, nhưng mà boss này cũng có vẻ hơi căng á, cấp 150 mấy lận. Không sao, mình tin vào Mewtwo.
Quẩy đi em ơi. Quẩy đi. Không gì phải sắn đâu em ơi. Chiến thôi. Mewtwo Dynamax lên khủng chứ kìa. Đứng cũng ngang boss luôn á, chứ đừng có đồ. Tiếp tục nào. Đấy, hiện tại đang vẫn đang hơn máu nè. Ui nhưng mà hết Dynamax rồi, hơi căng nha. Hơi căng nha. Nãy giờ quýnh boss mà boss cứ kiểu đứng im cho quýnh ấy. Mình nghi một hồi cái boss đấm phát Mewtwo lên. Ngất xỉu à. Cố lên. Cãi boss không đánh thì mình đánh boss thôi. Đó 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 đó, biết ngay mà. Trời đất ơi, quánh nhỏ ăn hit gì mà mất hết 1 phần 3 cây máu rồi. Láo tét thiệt. Đấm tiếp. Giờ boss muốn đấm lại là cũng muộn rồi. Quá muộn màng rồi. 2% máu cuối cùng. Ok. Cây tê nhờ. Mình nói y rang không. Cây tê nhờ. Kiểu gì gần gần chiến thắng thì lại đấm cho em á. Nằm một đống luôn. Cay chưa. Thôi Mewtwo đừng buồn nha. Chuyện xui rủi em ơi. Chuyện xui rủi chắc anh không có muốn đâu. Thôi nhờ chị tá giúp một pha ha. Hết. Nào khỏe lại đi, anh cho ăn kẹo bồi dưỡng nè. Trời ơi công em nãy vô chiến đấu quá trời luôn mà không có được kinh nghiệm. Nè cho cục kẹo bồi dưỡng nha. Nè cho thêm cục nữa nè. Đấy. Wow. Coi kìa. Quá dữ luôn á. Nhưng mà hiện tại thì Mewtwo có vẻ không được vui lắm. Chỉ số vui vẻ hạnh phúc của em chỉ mới có cấp 11 à. 11 điểm à. Và kỹ năng hiện tại thì cũng ok. Và có một điều mình khá là thích ở Mewtwo đó chính là ngoài sự ngầu lòi của em ra thì em còn có thể cho mình bay thoải mái luôn á. Coi kìa. Thích thiệt sự luôn. Ui, bay qua vòng tròn này luôn. Yển. Yển. Hơi bị đã nha. Nói chung thì bữa nay cũng khá là tuyệt vời rồi. Vì mình đã có được cả đống Pokemon mới luôn. À, đây, sơ sơ qua được như đây em nè. Đặc biệt nhất đó chính là thành viên hơi bị ngầu lòi Mewtwo. Mình dám cá luôn là chắc chắn rất là nhiều bạn thích Mewtwo cho xem. Mình cũng hơi bị thích luôn á nha. Hy vọng sắp tới thì chúng ta có thể tiến hóa Mega cho Mewtwo ha. Tại vì Mewtwo có thể tiến hóa Mega X hoặc là Mega Y á, đều rất là đẹp. Quá trời thích luôn á. Rồi, đó là những kế hoạch sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi cực kỳ bội thu ngày hôm nay á. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thực hiện được kế hoạch mình vừa bàn ra. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình cùng với các thành viên này. Bye bye.